Cảng đồ câu Hải Hậu Fishing xin kính chào toàn thể anh chị em đam mê bộ môn câu cá. Thì ở ngoài đây nhé, hiện tại là có mấy cây cần câu dành cho anh em câu bè nhá, ISO câu bè này, Aikada này. Đó, Aikada này. Thì nó về nó nẻ quá, không vào nu nào với cả nu nào nên là em nên luôn ở trên một cái video riêng biệt nhá. Nó có 3 cây thôi, em nên một cái video riêng biệt. Anh em có thể liên hệ mua hàng ngay số điện thoại 0945629282. 0974170791. Nếu như mà cần thêm thông tin về hình ảnh thì anh em có thể kết bạn Zalo nhé, để em sẽ chụp hình lại để gửi cho các anh em. Anh em nhớ đăng ký kênh nhé, xem video đăng ký kênh để nhận được những cái video mới nhất khi mà em đăng tải lên. Thì ở đây có tất cả 3 cây, một cây Gamma, một cây Daiwa, một cây nội địa giả trúc. Đó, chúc nha anh em nhá. Thì em sẽ lên video kèm mã số, kèm cân nặng có 1, 2, 3 thôi. Gamma Katsu số 1, Daiwa số 2, nội địa số 3. Giá tiền kèm mã số, kèm số điện thoại nếu như mà anh em mua hàng nhá, để bên dưới phần bình luận ấy, thì em sẽ liên hệ lại với cả anh em. Đó, đầu tiên là một cái cần chỉnh lại cho nó lấy nét cái. Đầu tiên là một cái cần nhé. Đây, số điện thoại của em đây. Đó, Hải Hậu Fishing 0945629282. Đầu tiên là một cây cần của hãng Gamakatsu này. Gamakatsu nha anh em nhé. Mới. Còn rất là đẹp. Đó, mã cốt này. Đấy, từng cây cần của hãng Gamma đều có mã cốt nha anh em nhé. Đều có mã cốt. Thương hiệu cần câu đẳng cấp nhất thế giới nó phải khác. Thông số con này thì siêu hiếm nha anh em nha, Pat Fuji tem vàng. Đó, còn rất đẹp. Gamakatsu Mark 2 FX2 2m7, đọt số 2, dài 2m7. Thông số này thông số siêu hiếm nha anh em nhá. Gamakatsu nữa. Đó, đây là từng khoen Fuji Six nha anh em nhá. Đó, khoen Fuji Six. Cái này thì anh em có thể đánh cá đục, đánh ISO bè, đứng ngồi trên thuyền đánh đấy ạ, gọn nhẹ. Cái này có độ mới tầm khoảng 95% nha anh em nhé. Trọng lượng là 90g, tức là đọt rồi. Tao vừa để đây xong rồi mình nhỉ. Đọt cỡ 1 ni nha anh em nhé. Đọt cỡ 1 ni. Đó, Hano Fuji 6 cần nguyên bản nha anh em nhé. Đi kèm theo là một cái nắp chụp nhé, nắp chụp zin nhé. Cây này có mã số 1, giá 2,4 triệu. Gamakatsu nhé. Đó, Gamakatsu nó khác với cả những cái hãng khác ở chỗ đấy. Tiếp theo là một cây cần Aikada của hãng Daiwa, còn book nha anh em nhé, còn hộp nhé. Đó, đấy, Pat Titanium này, carbon xoắn này, xoắn X này. Cây này, cây Aikada này nó có một cái đặc biệt, đó là có thể zoom. Đó, zoom này, zoom 2 chế độ, 1,5m và 1,2m. Mã cốt đây ạ, tem vàng. Đấy. Khoen đề pa là Six Gold nha anh em nhá, Six Gold, Fuji Six Gold. Đó đây. Zoom này. Đó, zoom. Đóng vào. Đó, còn nắp chụp luôn nha anh em nhá, còn nắp luôn nhá. Thì cái này là một cây ráp khúc nha anh em nhé. Aikada ráp nhé. Đó, Aikada ráp, đây là đọt của nó. Đó, đây là đọt. Đọt như dây này là dây titan hay sao. Đây, Daiwa nhé, nguyên bản Daiwa. Đó, anh em cắm vào đây, sau đó đút vào. Cái này có độ mới là 95% nha anh em nhé. Hầu như là mới tinh. Đó. Thì cây Aikada này là mã số 2 nha anh em nhé. Mã số 2 có giá là 2 triệu, 2 triệu tròn. Aikada. Tiếp theo, cây cuối cùng là một cây cần nội địa giả trúc. Đó, nội địa giả trúc. Cây này mới tinh nha anh em nhé. Mới tinh, còn nắp đây. Đây ạ. Nó có giả trúc này.
Đấy, giả trúc này, làm giả trúc rất là hay, có nguyên cả mắt luôn, tem vàng Pat Fuji, độ dài là 1m8, dài là 1m8 nha anh em nhé, dài 1m8. Thì cây Aikada này là cây Aikada Root nha anh em nhé, Aikada Root, không phải là Aikada khúc, Aikada Root. Đó, cái này có trọng lượng là 100 cái này có trọng lượng là 80 gram nha anh em nhá, 80 gram, siêu nhẹ. Cái này có mã số 3 là cây cuối cùng, có giá là 1 triệu. Đó, đây là cây Daiwa này. Đó. Anh em mua hàng đến liên hệ hai cái số điện thoại trên nhá.